Xin chào anh em nhé. Hôm nay mưa gió nên là mò mò hai anh em về Vân Đình ăn thịt cỏ xem nó đặc sản nó ngon như thế nào. Bão măng cụt cho nên là trời nó hơi mưa. Vân Đình 1 km này. Đó. Đi từ chỗ mình là cầu Diễn, Bắc Từ Liêm xuống đây là khoảng tầm 40 cây. Đây số 1 Lê Lợi thị trấn Vân Đình đây rồi. Rồi. Em ơi. Tìm nghĩ hỏi cái quán nào ngon ngon vào chén đã đói quá. Đang đi đến đoạn cây xăng nhá. Ôi giời, điện thoại quan trọng ghê, quay cho vui. Thị trấn Vân Đình đây rồi. Sao Vân Đình rồi? Sao về thị trấn Vân Đình mà chả thấy cái vịt vọt gì nhỉ? Sân vận động huyện Ứng Hòa. Bỏ nghề sao? Toàn mua xe máy, 4 chiêu cua, cơm phở, thịt có thắng kỳ Vân Đình này. Cái này là cơm Xuân Tính này. Bình dân vịt cỏ à, có vịt. Giờ đi hỏi xem quán nào ngon nhất đã nhé. Vịt phun khói, vịt siêu khói. Nào mà khói như này là không phải ở trong nhà, khói nó bay cả màu phun nhỉ. Ghê thật đấy. Đã vào đây quán anh em nhá, mưa quá. Vào quán này là Hồng Trinh à? Hồng Trinh. Ui giời ơi, được bà Tiết Canh nó đứng gọi là. Em nhà em có bán lạt rang không? Này. Rủ mẹ với hạt lạc. Chanh đào. Đây mà có hạt rồi nhỉ. Ừ, trên ở đây không có đâu em ơi. Ở đây không có. Đây, cho tí chanh vào. Rồi. Lá hùng cũng được. Ừ, con lá hùng hạt rồi tôm nước muối. Rồi, mời nhá, xin mời. Đừng gì đấy. Ừ. Đây. Đã luôn. Ăn cũng được á. Ồ. Mang người ta thử tí nước chấm luộc xem. Nước chấm luộc. Nước chấm này cũng được đấy nhỉ. Ok, thôi để ăn tiết canh đã. Tuyệt dở. Bà chủ mang vịt ra trông nó cũng khá hay luôn không? Mẹ vã miếng mà đã bây giờ mới quay được. Nhìn cũng chất phết nhỉ. Xin mời đi. Chẳng tí đi.
đây nha mắt. Anh thấy nè. Không bằng thịt mình nữa nhỉ. Nó không hơi thiếu một vị nữa. Có vị riêng cũng ngon nhưng mà không có được. Nó chấm. Nếu mà được quả nó chấm tiêu vào thì được. Có hả đấy. Đây là đây là trung tâm Vân Đình này. Mà đây nhìn con này mới đi làm. Tiếp tục chiến đấu. Con này được cái không? Nó thơm rất tươi. Ngoài vẫn mưa nè. Đã đúng là hết mưa. Vịt nướng giòn xương. Không bị cháy. Vịt cổ Vân Đình nướng đúng kiểu là cái xương sườn này. Xương nhỏ nhỏ này là giòn, nhai được luôn. Vịt mình nướng cũng thế. Chấm vào đây ăn nhai được luôn. Nhai nó sẽ hơi giòn giòn.